Cháu bé nó bắt được cái con gì đây, nó kêu kêu rồi ta. Để quan sát cái con gì đã. Cái con thì ra là con xén tóc thì phải. Cháu bé giỏi dây chưa đó, đây là con xén tóc đây. Đó, nó bự quá trời, nó kêu quá trời kêu kìa. Cháu bé đang đang chơi con xén tóc bà con ơi.